Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Max Daily ngày 3 tháng 4. Mình là Sơn Dâu và hôm nay chúng ta sẽ đến với những thông tin vô thưởng vô phạt sau đây. Hẳn là các bạn còn nhớ cái bản tin Max Daily mình đã thông tin cách đây ít ngày. Hãng điện tử Samsung trước đó đã đăng ký một bảng sáng chế liên quan đến một thiết bị thông minh cầm tay với màn hình dẻo có thể gập lại được. Và vào năm ngoái thì có một vị giám đốc điều hành chi nhánh của Samsung đã lỡ mồm tiết lộ rằng hãng này sẽ trình làng một thiết bị đặc biệt với màn hình dẻo trong năm nay. Nhưng với tin tức mới nhất mình nhận được từ nguồn thân cận với Samsung thì có vẻ như là thiết bị này sẽ rời cái lịch giới thiệu sang năm 2017. Theo đó thì thiết bị này sẽ được trang bị một màn hình dẻo lên đến 7 inch. Tuy nhiên khi gặp lại thì màn hình đó sẽ trở thành một điện thoại với màn hình có kích thước 5 inch mà thôi. Nguồn tin này cũng cho hay là Samsung đã nghiên cứu phát triển thiết bị màn hình dẻo này trong hàng năm trời với mục đích tạo ra bước đột phá thực sự cho sự phát triển đang dần đi vào bế tắc trên thị trường di động hiện nay. Và vào đầu tháng 1 vừa rồi thì ông Lee Chang-hoon, một quan chức cấp cao khác của Samsung đã cho biết việc phát triển màn hình OLED có thể gập đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Chúng tôi đã thảo luận với các đối tác cung ứng để có thể sớm đi vào sản xuất hàng loạt màn hình này và trình làng các thiết bị thương mại hóa sớm nhất có thể. Như vậy là có thể thấy là sau biểu tượng mang tên iPhone thì màn hình dẻo của Samsung sẽ được coi là bước tiến mới cho sự sáng tạo của công nghệ di động trên thị trường hiện nay. Bạn là người yêu thích phần mềm điện thoại, hứng thú với công việc root này, uprom hay là nghịch ngợm phần cứng, vậy thì chắc chắn bạn sẽ không thể không biết tới cái tên là XDA Developer rồi. Bởi đơn giản đây là diễn đàn chuyên sâu về các phần mềm, phần cứng trên thiết bị di động lớn nhất thế giới. Mới đây thì ban quản trị của diễn đàn có tuổi đời gần 20 năm này đã chính thức thông báo về việc sẽ sớm phát hành một mẫu điện thoại Android mang tên là XDA Lab Phone. Chiếc điện thoại này sẽ mang đúng tiêu chí phát triển của XDA là hướng đến những người dùng yêu thích vọc vạch hay giới lập trình viên. Cụ thể là Lab Phone mặc định là sẽ chạy trên phiên bản hệ điều hành iOS giống như là một chiếc điện thoại Nexus nhưng đã được root sẵn và sẽ được cập nhật phần mềm trong khoảng thời gian 14 ngày sau khi Google phát hành bản iOS mới nhất cho các máy Nexus. Ngoài ra thì người dùng cũng có thể tự tay phát triển và flash bất cứ bản ROM tùy biến nào lên thiết bị này mà không cần lo ngại việc xung đột các trình quản lý tương thích của phần cứng thiết bị. Về phần cứng thì chiếc laptop này sẽ được trang bị các thông số kỹ thuật hàng đầu hiện nay như là RAM 4GB, LPDDR4, CPU Snapdragon 820, 32GB bộ nhớ trong, camera chính 10 20MP, hỗ trợ chống rung quang học OIS 2.0, camera selfie 8MP, pin 4500mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Qualcomm QuickCharge 3.0, hứa hẹn thời gian sạc đầy pin chỉ tốn 1 giờ 20 phút. Các dữ liệu trên AnTu mới đây đã hé lộ điểm benchmark của chiếc Lab Phone này là 125.233 điểm. Một điểm số không hề tồi nếu so với những flagship đầu bảng trong năm nay. Chúng ta không thể phủ nhận rằng chiếc LG G5 chính là chiếc flagship sáng tạo nhất trên thị trường di động từ đầu năm trở lại đây. Và với những lời khen từ người dùng lẫn chuyên gia đều tin tưởng là chiếc smartphone này sẽ giúp LG gia tăng danh tiếng trên thị trường cũng như bỏ lại phía sau nỗi thất vọng về doanh số mang tên G4 đi trước. Và mới đây, những báo cáo từ hãng thông tấn Hàn Quốc thì Yonhap đã cho thấy khẳng định trên không hề sai, vì ngay trong ngày đầu tiên chính thức bán ra thị trường quê nhà, doanh số của chiếc G5 đã vượt qua mốc 15.000 máy, tức là gấp 3 lần khi mà so với con số 5.000 máy của chiếc G4 đi trước. Thực tế rằng rõ ràng là LG đã có thể tăng con số trên nếu một số nhà mạng có thể đủ máy để giao cho khách hàng. Điển hình là trường hợp của nhà mạng KT Corp khi họ đã phải trì hoãn giao hàng cho gần 2.000 khách hàng do không đủ máy G5 để bán ra. Dĩ nhiên con số này vẫn chưa thể so sánh với đối thủ Samsung khi mà hãng này đã bán được đến 100.000 máy Galaxy S7s ngay tại Hàn Quốc trong 2 ngày đầu tiên mở bán. Nhưng mà cũng đã cho thấy là những cố gắng của LG đã bắt đầu mang đến những trái ngọt đầu tiên cho hãng. LG cũng cho biết là hiện tại hãng đã tăng công suất hoạt động của các cơ sở sản xuất lên 24/24 giờ để có thể giao máy đến tay khách hàng sớm nhất có thể. Như vậy là mục tiêu đạt được 10 triệu máy trong năm nay của chiếc G5 nhiều khả năng sẽ trở thành hiện thực và giúp LG nâng cao vị thế của mình trên thị trường di động hiện nay. Có vẻ như là sự hồi sinh thiết kế điện thoại 4 inch mang tên iPhone SE của Apple đang khiến các đối thủ phải lên một kế hoạch để bám theo táo Mỹ, trong đó có HTC. Những báo cáo mới đây cho thấy có vẻ như là hãng điện thoại Đài Loan đang có kế hoạch hồi sinh dòng điện thoại gắn mác mini mà họ đã bỏ ngỏ một thời gian dài trước đó. Theo đó thì chiếc điện thoại mini mới nhất của HTC sẽ có tên gọi là HTC 10 mini với các thông số kỹ thuật đầu bảng hiện nay như là RAM 4GB này, Snapdragon 823, con này như là đồn sắp ra đấy, cùng màn hình 4.7 inch chưa rõ độ phân giải. Về con chip Snapdragon 823, nhiều nguồn tin cho rằng đây là một phiên bản khác của dòng Snapdragon 820 với cùng kiến trúc xử lý nhưng mà xung nhịp sẽ được tăng từ 2.2GHz lên thành 2.8GHz. Như vậy sau khi được Sony khai sáng ra phân khúc điện thoại hiệu năng cao màn hình nhỏ với dòng Xperia Z Compact cùng với sự hiện diện của iPhone trong phân khúc này
thì giờ sẽ là lúc để các hãng điện thoại khác như HTC kéo quân vào giành phân khúc điện thoại đang bị bỏ ngỏ này. Cuối cùng thì chúng ta sẽ quay về với một huyền thoại của làng di động mang tên Nokia. Vậy là điều khoản không được sản xuất điện thoại cho đến năm 2016 khi ký quyết định bán mảng di động của Nokia cho Microsoft đã chính thức chấm dứt. Giờ sẽ là thời điểm thích hợp để hãng công nghệ Phần Lan quay lại thị trường di động. Theo đó thì trang Android Authority đã trích dẫn nguồn tin cũng như là hình ảnh được cho là nội bộ của Nokia cho biết rằng hãng sẽ sớm tung ra thị trường một chiếc điện thoại thông minh chạy Android mang tên là Nokia A1 vào mùa hè này. Đây sẽ là một thiết bị trung cấp với màn hình 5.5 inch Full HD, vi xử lý Snapdragon 652, hệ điều hành Android Marshmallow cùng giao diện Zen Launcher, cây nhà lá vườn được cài đặt sẵn. Một điều mà chúng ta còn chưa rõ là chiếc điện thoại này sẽ do Nokia hay là Foxconn sản xuất như chiếc máy tính bảng N1 ra mắt vào năm ngoái. Chiếc N1 thì mình thấy khá là thất bại. Vừa rồi là những thông tin vô thưởng vô phạt mà chúng ta có trong ngày 3 tháng 4 hôm nay. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.